Xin chào mọi người. Đã 6 tháng rồi mình chưa có ra được cái clip nào cho các bạn. Thì ngày hôm nay mình mới xuất hiện trở lại này. Thời gian vừa qua đó là mình đang làm cái công việc giao hàng cho cái công ty giao hàng tiết kiệm nha các bạn. Đây, cái áo màu xanh đây. Đó, các bạn thấy nè. Cái áo màu xanh lá cây. Thì nói thẳng ra là mình không phải là mình bỏ cái nghề điện tử mà làm qua cái nghề giao hàng luôn nha các bạn. Chẳng qua là vì cái cuộc sống thôi. Với lại cái thời điểm hiện tại này á, làm YouTube nó rất là khó khăn nha các bạn. Với lại từ cái lúc mà mình lập gia đình xong á, có quá nhiều thứ phải lo. Từ cái tiền này tới tiền kia. Mà mình á, thì mình phải bắt đầu làm từ hai cái bàn tay trắng thôi các bạn. Mình không có cái sự hỗ trợ nào. Cho nên là mình bắt buộc phải làm cái nghề này. Để mình tạo ra cái sự ổn định một thời gian đã. Rồi sau này á, mình có cái số tiền vốn, mình sẽ làm ăn lại và mình sẽ bắt đầu làm YouTube lại từ đầu nha các bạn. Trôi qua 6 tháng rồi á, thì cái công việc của mình nó tạm ổn rồi. Ngày hôm nay mình mới quyết định mình làm cái clip này. Để mình nói rõ cho các bạn hiểu là mình không hề bỏ nghề điện tử nha các bạn. Chẳng qua là ban ngày á thì mình đi làm cái nghề giao hàng cho công ty giao hàng tiết kiệm. Còn buổi tối có thể là mình rảnh á thì mình sẽ gọi là làm phụ như ông anh của mình á. Thì ông anh của mình làm bên điện tử các bạn, sửa điện tử này kia đó. Ngày hôm nay mình đang đứng ở cái chỗ vườn cao su này các bạn, lô cao su. Thì lúc nãy mình có quay ở cái khu mà đường nó cũng đẹp lắm, nhưng mà mình đang quay á thì có quá là nhiều người đi qua đi lại các bạn. Ở đường á người ta cứ trêu chọc mình hoài. Cho nên là bắt buộc là mình phải vào cái chỗ mà nó vắng để mình quay cho nó dễ hơn, với lại nó chân chu hơn các bạn. Chứ đứng ngoài đường mà mình nói chuyện người ta cứ tưởng là mình tự kỷ hay gì đó, nói chuyện với điện thoại á thì nó mắc cười lắm, nó không có hay cho lắm các bạn. Thì phải nói công nhận đó là 6 tháng vừa rồi mình ngưng kênh YouTube, cái là quá trời người gọi cho mình hỏi là bán kênh YouTube này kia các bạn. Không, mình không hề bán kênh YouTube. Tại vì kênh YouTube đối với mình á nó giống như là một cái nhật ký để mà mình ghi lại những cái hàng ngày các bạn. Với lại mình dùng cái YouTube này á, nó cũng như là một cái sợi dây kết nối với mọi người để mình cùng học hỏi chia sẻ này kia đó. Cho nên là mình không có hề muốn bán cái kênh YouTube của mình đi, dù là họ có trả giá như thế nào chứ nữa mình cũng không có bán nha các bạn. Thì nói thẳng ra là mình thấy có nhiều bạn đó là trả giá gì mấy chục triệu gì đó các bạn, ba chục triệu gì đó. Thôi kệ, mình không quan tâm cái số đó. Tại vì cơ bản đó là mình làm, mình có thể làm được cái số tiền đó. Nói thẳng ra đó là bây giờ mà làm cái nghề YouTube các bạn thì nó rất là khó. Nếu mà làm được rồi á thì nó lại dễ. Nhưng mà khi mà mình ở mức lưng chừng các bạn, mình chưa có đạt được gọi cái mức gọi là trung bình nhé, gọi là cái mức mà nó có thể là tạo ra một cái thu nhập ổn định cho hàng tháng cho mình sống các bạn, thì nó rất là khó. Và cái thời điểm hiện tại của mình nhá, bây giờ nó mới chỉ được thấp, quá thấp. Cái kênh YouTube của mình nhá, nó còn quá là nhỏ nha các bạn, nó không có cái sự phát triển. Thì mình nói thật đó là từ trước đến giờ mình làm những cái clip cho các bạn xem á là mình quay bằng điện thoại xong, mình edit bằng máy tính xong, sau đó là mình phải mang ra tiệm net mình up lên nha các bạn. Đó, cho nên là nó rất là khó khăn. Đây, mình cho các bạn thấy là cái cuộc sống của mình nè các bạn. Đó, bây giờ nè, đi xe tàn đi giao hàng nha các bạn. Đó, từ một người thợ điện bây giờ là thành người giao hàng luôn nha các bạn. Đó, cuộc sống là vậy đó các bạn ơi. Nói chung là cuộc sống mà. Thì cuộc sống mà các bạn, mình phải thay đổi cho nó thích hợp với cái hiện tại thôi. Cuộc sống thì mỗi ngày mới thay đổi mà các bạn. Nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ không có bỏ nghề điện tử đâu. Mình sẽ quay lại sớm thôi nha các bạn.